Chào mừng các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một ngưỡng mộ laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop shutterstock. Sẽ được giới thiệu với chúng ta một sản phẩm rất là mới đến từ hãng Dell. Dell Vostro 5510. Năm nay hãng Dell cho ra mắt rất là nhiều phiên bản và nói rằng rất có duyên, rất đẹp. Trước mặt chúng ta là một cái form mới. Chúng ta có thể thấy rằng chiếc laptop với những đường nét cấu trúc theo một rất là hình chữ nhật. Trước đây thì một số form rất là cong, đường cong nhiều. Ngày nay họ tạo ra những cái góc cạnh nhiều và cái đường dài cơ sở nó dài hơn, tạo cho chúng ta cảm nhận cái laptop nó sang hơn và thon gọn hơn. Đây là một phiên bản lớn 15.6 inch, chúng ta cảm nhận chiếc laptop nó không có to tí nào cả. Đây là một loại hợp kim rất đẹp, một cái màu là màu xám chứ không phải bạc nhé, nó hơi sậm màu xuống chút xíu. Cái cánh kim loại rất là mỏng, cầm lên tay rất là chắc chắn. Hộp vẫn giữ cho mình một cái logo kim loại tập trung ở giữa. Màn hình lớn 15.6 inch tràn viền. Tại vì chúng ta nó có một cái chiều sâu nhìn trọn vẹn một cái màn hình rất là hay. Các cái góc cạnh được cấu trúc bằng thép tạo cho độ vững cho cái laptop rất là hay. Ở dòng này, đợt này tôi đánh giá cao về tính bảo mật. Có nghĩa là hai tính năng bảo mật. Một là một cái bảo mật một chạm ở mức power, bảo mật vân tay nhé. Cái thứ hai là bảo mật cho chúng ta cái camera. Thì chúng ta khi camera để chúng ta phải tắt bằng tay chứ. Nguyên tắc như vậy thì nó đảm bảo chúng ta không bị hack camera. Gần đây rất là nhiều sự kiện bị hack camera rất là sợ, nên là các cái hãng cũng hết sức lưu ý điều này để tạo ra những phân khúc này. Với tầm tiền trên 20 triệu, từ 20 đến 25 triệu thì chúng ta sẽ chọn cho mình một chiếc laptop cực kỳ mới đến từ Dell Vostro như thế này. Chúng ta sẽ nói về ngoại hình chút xíu ha. Ở đây chúng ta thấy rằng một cái form rất cứng cáp và cái khung bậc bản lề cũng rất là mạnh mẽ, nhìn nó rất là có lực. Chúng ta có cảm giác mặt bề đẩy lên tên chút xíu khi chúng ta ngửa ra. Điều này rất là có ích, là khi chúng ta mở ra như thế thì ở đây sẽ hở lên một tí xíu, giúp cho hệ thống tản nhiệt nó được lưu thông, máy nó sẽ mát hơn. Ở trong chiếc laptop nó có một cái kiểu dáng có duyên hơn, nghĩa là mặt A sẽ đẩy mặt B trồi lên trên tí xíu và chúng ta giấu được cái phần thân ở giữa, có nghĩa là cái khe hở thông thường trước đây rất là xấu. Điều này rất là hay. Chiếc laptop này được đưa một bộ bàn phím với tăng cường thêm một bộ phím số. Ngày nay các cái số liệu quan trọng, chứng khoán, tính tiền, kế toán, bán hàng online đều liên quan đến phím số liệu, nên hầu như các cái hãng đều cố gắng đưa cái này vào. Rất là hay. Trackpad rất rộng rãi, nơi để thì chuột cũng rộng rãi. Rất là hay. Khoảng hở của cái nút này cảm giác rất là to, mập mập, rất là dễ thương. Nó to nên chúng ta gõ nói chung rất là thoải mái và độ nảy êm, thoải mái. Chúng ta thấy là mặt cắt rất là mỏng, rất là hay. Chúng ta xem thêm các cái cổng nhé. Đầu tiên từ bên trái, một đuôi sạc HDMI, một cổng USB. USB này là USB 3.0. Thêm một cổng USB-C Thunderbolt. Từ mặt phải chúng ta thấy rằng có khá nhiều cổng nữa, có nghĩa là một khe SD card, một cổng USB. Dù máy mỏng nhưng máy vẫn có cổng LAN, rất là hay. Micro headphone, một cái khóa. Từ mặt dưới chúng ta thấy một cái hệ thống tản nhiệt, hai dãy, ở đây là hai dãy loa với dòng chữ Vostro, rất là sang. Ở đây thì có khá nhiều option, khá nhiều để chúng ta có thể chọn lựa. Ví dụ như trên chiếc laptop này đang với cấu hình Core i5-11300, nghĩa là 11.300 chip H. Chip H sẽ hỗ trợ rất là mạnh cho việc đồ họa cũng như là chơi game, rất là hay. Ở đây thì RAM trong máy đang sử dụng là 8GB, chúng ta có thể lên 16GB tùy thích nhé. Với cái màn hình là cạc tích hợp với lại Intel Iris. Với cái màn hình này chúng ta an tâm rằng khi chúng ta vẽ các phần 2D sẽ rất là hữu dụng. Chúng ta sẽ xem thêm về một đoạn video về
hình ảnh của chiếc laptop này. Trước mặt chúng ta là màn hình Full HD 15,6 inch 1920x1080, LED backlight. Đây là một công nghệ màn hình khá là mới. Với công nghệ màn hình lụa chống chói sẽ giúp ích chúng ta trong việc thiết kế cũng như giải trí. Khi chúng ta nhìn nghiêng thì các cái góc nó sẽ rất là rõ. Pin của dòng máy này là 4 cell, dòng lithium. Và trọng lượng của chiếc laptop này thì chỉ khoảng tầm 1,7 kg thôi. Nó khá là nhẹ. Một cái màu này rất là sang. Màu xám này có hơi màu nâu tí xíu, màu đất á. Nó tạo ra cảm giác chúng ta rất là dễ chịu khi chúng ta ngồi trong một chiếc laptop. Cái màu này nó rất là dễ sạch, chúng ta không có dễ bám bụi. Nói chung là chúng ta lau sơ là rất là dễ dàng. Rất là hay. Đối với các bạn làm văn phòng thì đây là một chiếc laptop rất là phù hợp. Hiện tại cái form giá này là đang 25 triệu cho một cái form Core i5 thế hệ thứ 11 chip H nhé. Với cấu hình Core i7 thì tôi nghĩ nó sẽ tầm 28 triệu. Đúng hơn là văn phòng không cần cái cấu hình như thế này. Tại vì đây là chip H, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn đối với các bạn làm đồ họa hay hơn. Vì chip H sẽ rất là mạnh đồ họa. Ngoài ra với kết hợp của cái cam màn hình XE thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt chúng ta vẽ 2D. Nó đạt cái hiệu quả. Gần đây thì theo cái đánh giá của các cái chuyên gia của trên thế giới thì đánh giá các Intel XE nó sẽ mang một cái giá trị rất là hay hơn cái kẹt trước đây. Kẹt nó mát hơn, hoạt động khỏe hơn, nhưng vẫn giữ được những cái cấu trúc rất dễ dàng, tương đồng như là một chiếc kẹt onboard, rất là hay. Chiếc laptop này chúng tôi nhập khẩu từ Mỹ về, thì ở Mỹ thì người ta rất là thích xài những cái form như thế này. Cái sản phẩm chúng tôi phần lớn cũng đến từ Mỹ thì chúng tôi đánh giá là chất lượng rất cao. Đến từ Mỹ thông thường thì các thông số về máy, về RAM, ổ cứng, về mọi mặt trên chiếc laptop nó luôn luôn chất lượng hơn hàng thị trường của chúng ta khá nhiều. Nên khi chúng ta sử dụng thì đồng bộ, hiệu quả cao hơn và độ bền của máy nó cũng ổn định hơn. Rất là nhiều khách hàng của chúng tôi cũng đang xem, chúng ta nghe được cái độ ồn âm thanh tại shop. Mời các bạn đến showroom của chúng tôi có thể cùng nhau tham khảo thêm với các sản phẩm đến từ thương hiệu Dell. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 0903 344 188 hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.